Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện đó là 1.300 và nhà đầu tư nên làm gì. Câu chuyện này có lẽ là câu chuyện mà chúng ta cũng 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 rất là mong muốn nghe trong cái ngày hôm nay. 1.300 rồi thì nhà đầu tư nên làm gì? Mua hay bán hay như thế nào? Hành động của nhà đầu tư là gì? Thứ nhất thì mình phải chia sẻ với anh em là thị trường của chúng ta đang tương đối đi giống cái tham minh mà chúng ta đã tham minh với nhau. Cái tham minh nó có một cái gọi là nó rất là kinh khủng nhé cái tham minh nó có một cái thứ kinh khủng lắm tức là nó không có phụ thuộc bất kỳ vào một cái 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 anh em hay phụ thuộc vào cái a cái b cái c những cái tham minh mình chỉ dựa trên đâu đó là những cái sự kiện trọng yếu thôi những cái sự kiện quan trọng rồi những cái thời gian của nhóm ngành chúng ta có tham minh với nhau là câu chuyện đó là kỳ vọng bật được 1.300 trong trung tuần tháng 6 tức là trung tuần tháng 6 tức là 15 tháng 6 đấy anh em ạ. Hôm qua chúng ta vừa nói nhau là cộng trừ 3 ngày và đến ngày hôm nay chúng ta vừa 1.300 thực sự là đang cho thấy cái tham minh của chúng ta là đúng. Và đang đi đúng thì ok, tiếp tục là follow tiếp. Tạm thời chúng ta sẽ follow tiếp, tức là cái sóng này chúng ta vẫn tham minh là kéo dài đến hết tháng 7. Thì tạm thời chúng ta cứ theo cái follow này đi. Yeah. Nhá? Sau rồi nếu mà có điều chỉnh gì, nếu mà thị trường nó có những cái biến cố gì thì mình sẽ có thông báo trên livestream cho anh em để anh em nắm được. Và số phiên phân phối của chúng ta là 5 phiên. Đến ngày mai thì nó chỉ còn là 4 phiên thôi, phiên 13 tháng 5 đã xóa bỏ rồi. Tức là sau mỗi tháng thì các phiên phân phối tháng trước thì lại bị xóa bỏ nếu mà thị trường không vỡ chen. Vỡ chen ở đây là vỡ gì? Vỡ cây bùng nổ theo đà 1220. để chưa? Tỷ trọng thì vẫn duy trì trên 70 đến 90% cổ phiếu đổ lên. Yeah, tức là mình vẫn giữ cái tỷ trọng rất là cao trong cái thời gian từ lúc có bùng đổ theo đà đến giờ chứ mình không có giảm tỷ trọng. Đấy là câu chuyện chia sẻ với anh em để anh em nắm được. Tức là đã xác định là đánh chen thì không có lùi. Hôm qua mình có nói với anh em đánh chen là không có lùi cũng chỉ có tiến thôi khi nào vỡ chen thì chúng ta sẽ về phòng thủ sau chứ còn đang chen thì chúng ta không lùi ít nhất là như thế tức là chúng ta có thể là chúng ta ngưng lại trong tệ lên tiếp công tiếp rồi có thể ngưng lại lại công tiếp chứ không lùi đấy là nguyên tắc đánh trong chen thì cũng tương đối là ít khi mình lùi kể cả những lúc cũng sợ nhất thì chắc là cũng dừng lại tí ví dụ có bán chác cái ban tí rất ít khi lùi trong chen trừ khi nó gãy chen thì mình có lý do để sợ chứ còn nếu mà nó không gãy thì cũng cũng rất là gọi là an nhiên phết đấy, đấy cũng không có vấn đề gì, ok, đấy, sáng nay thì mình có cho anh em lấy thêm HCM thôi, đa phần là mình có, 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 có chỉ chia sẻ như này mấy phiên này hàng họ mình cũng nói với anh em rồi, đa phần là hàng họ cũng tương đối nhiều hàng, cũng bây giờ cũng chỉ có chờ thị trường một là vượt một nghìn ba để xem nó diễn biến như nào chúng ta sẽ có những cái cơ hội mới, hai là rũ về thì chúng ta có những cái tiền một chút tiền để chúng ta khoảng 23% chúng ta mua. Đấy là cái câu chuyện liên quan đến thị trường giai đoạn vừa qua. Đúng không? Và bây giờ nó đã theo một hướng rồi thì chúng ta sẽ hành động như thế nào? Vậy thì phiên phân phối bây giờ chúng ta sẽ có là bốn phiên. Bốn phiên và chúng ta chỉnh sửa lại một chút chỗ này không phải là 13 tháng 5 nữa. Và chúng ta sẽ có cái phiên phân phối đó là phiên ngày hôm qua, đó là ngày 11 tháng 6, đúng không? 11 tháng 6. Vậy thì có bốn phiên phân phối mà thị trường lại tiếp tục vượt đỉnh như nó chưa có vấn đề đúng không? Nó chưa có vấn đề gì lắm. Ờ, chưa có vấn đề gì lắm. Hỗ trợ của thị trường bây giờ nó lại là vùng 1290. Hỗ trợ của thị trường bây giờ nó được nâng lên lại là vùng 1290. Thế bây giờ đã vượt đỉnh 2 năm rồi thì cái đỉnh này chính là hỗ trợ. Đầu tiên là như thế đã. Tỷ trọng thì anh em vẫn duy trì trên 70% là mình nghĩ nó tương đối hợp lý. Thậm chí anh em có thể dùng margin hay như thế nào đó thì đấy là quyền của anh em anh em chủ động. Thì vào sóng tăng rồi. Nếu mà đã vượt 1.300 thì con sóng này không gọi là con sóng phân hóa nữa mà nó đã bước vào giai đoạn đầu cơ rồi vì thế nên nếu ngày mai ngày kia mà anh em thấy nổ thanh khoản thì anh em cũng đừng có bất ngờ quá mai ngày kia chúng ta bắt đầu giao dịch với một nền thanh khoản mình đánh giá là sẽ cao ít nhất nó sẽ duy trì trên một tỷ đô ít nhất duy trì trên một tỷ đô nhá yeah. thì nó duy trì trên một tỷ đô thì mình nghĩ rằng là cái cơ hội của nó sẽ nhiều hơn và cái mức sát phạt của nó sẽ lớn hơn nó sẽ không là câu chuyện anh em giống anh em đánh sideways nữa mà độ biến động của nó sẽ là lớn, tức là chúng ta có thể chứng kiến những cái cú gọi là anh em có thể thấy ngày mai có thể phi tiếp liên tục liên tục liên tục liên tục ngày nào nó luôn phiên luôn phiên luôn phiên luôn phiên liên tục và có những ngày cho anh em ăn cây sàn là bình thường, tức là khi mà thị trường nó đã bắt đầu nó vào chen rồi thì anh em phải xác định là nó không còn sideways nữa nhé là bắt đầu chúng ta phải xác định là chúng ta vào giai đoạn sát phạt rồi đầu cơ lên ngôi này đây này vượt 1.300 đầu cơ lên ngôi cùng này sát phạt sát phạt ác hơn này. đấy xác định là tâm thế là như thế là nó sẽ sát phạt ác hơn tiếp mình muốn chia sẻ với anh em về nhóm dẫn dắt đó là khi mà thị trường mà vượt 1.300 rồi thì câu chuyện nhóm dẫn dắt nó vẫn như thế nó không có thay đổi đâu anh em thấy cái đoạn mà thị trường ví dụ như anh em ví dụ lấy gần nhất từ cái đoạn trước của thị trường đầu năm khi mà thị trường vượt cái vùng đó là vùng 1150 1160 thì khi đó banh dẫn sóng banh dẫn sóng như khi thị trường có một cái đoạn đã sau một đoạn đã tăng rồi thì bắt đầu thị trường đi ngang ở cái vùng 1180 đến 1200 thì chúng ta có thêm khu công nghiệp dẫn sóng cùng chứ banh vẫn tiếp tục tăng tiếp Vậy thì mình muốn chia sẻ với anh em ở đây ấy, là hiện tại dòng nào đang dẫn có những dòng nào đang dòng dẫn ví dụ dòng sóng công nghệ là đang dẫn công nghệ nhé đại diện là FPT là đang dẫn ví dụ bán lẻ là MWG là đang dẫn thì nó không có thay đổi thì nó không có thay đổi đâu sóng dòng nó sẽ không có thay đổi và hai dòng đấy vẫn là hai dòng rất mạnh nhà nữa có thể là thêm dầu khí nữa dẫn vẫn lên tiếp không có thay đổi tức là anh em bảo là đảo dòng dẫn không có chuyện đâu cái dòng dẫn của nó ít nhất là phải khoảng 3 tháng từ leading từ đầu sóng chứ không có chuyện là là đảo dòng dẫn đâu mà chỉ có thêm dòng dẫn thì mình có chia sẻ với anh em là nếu mà vượt 1.300 thì thông thường nó sẽ là và tăng tốc thì thông thường nó sẽ là sóng tổng thể nó là sóng tổng thể tất cả các nhóm ngành tất cả các nhóm ngành và thông thường nó sẽ là sự luân phiên ví dụ như ngày mai là nhóm này chạy ngày kia thì là nhóm kia chạy nó sẽ luân phiên với nhau dần dần nó sẽ lên dần dần nó sẽ lên hết nhá nó sẽ luân phiên với nhau đấy và cái giai đoạn nào thì chúng ta mới cần chú ý thì chúng ta cứ tập trung vào những cái bọn dẫn ví dụ như lớn như nào mà FPT nó nó thấy nó có những cái tín hiệu mà bán sản chẳng hạn đấy là những cái lúc tín hiệu đầu tiên mà chúng ta phải chú ý hoặc là FPT giảm 10 phần trăm từ đỉnh thì phải rất chú ý ví dụ thế đấy là những cái tín hiệu còn chú ý còn những cái tín hiệu mà bắt đầu vào pha này sẽ là pha mà mình đánh giá là anh em sẽ kiếm được rất nhiều tiền thực sự phải nói như thế ở những cái pha gọi là chém lộn như này thì kiếm tiền nó mới là khỏe sai thì không kiếm được tiền mấy nhưng khi vào những pha này là kiếm tiền rất là nhanh nhưng đồng nghĩa với việc mất tiền cũng rất nhanh nếu mà chủ quan nếu mà chủ quan thì mất tiền cũng sẽ rất là nhanh trong cái giai đoạn này mất tiền rất là nhanh trong giai đoạn này đấy nếu mà chủ quan thôi đấy ok đấy là cái mình nhắc anh em liên quan đến câu chuyện thứ hai là liên quan đến câu chuyện dòng dẫn thì có thể chúng ta sẽ thêm một vài dòng dẫn nữa ví dụ như là chúng ta thêm thép chẳng hạn đã vượt đỉnh rồi anh ta thêm những cái nhóm như là thị trường vượt 1300 thì thêm chứng khoán chẳng hạn đấy nó cũng sẽ phục hồi hay là thêm bất động sản cũng sẽ phục hồi gọi là phục hồi thì vì chưa vượt đỉnh đấy đúng không hay là những cái luân phiên sang những khu công nghiệp đúng không đấy thì tất cả các dòng hay là luân phiên sang banh chúng ta mỗi dòng chúng ta sẽ có những cái dòng mà khi mà thị trường vượt 1.300 thì các cổ phiếu nó sẽ luân phiên để nó kéo vượt vì theo cái nguyên lý đó là bình thông nhau thôi nó sẽ luân phiên nó kéo vượt thôi chứ còn nhóm dẫn dắt nó sẽ không thay đổi nhóm dẫn dắt nó sẽ không thay đổi đấy là câu chuyện mình muốn chia sẻ với anh em không anh em lại bảo là khi mà thị trường vượt 1.300 nó đảo dòng dẫn không có chuyện đảo dẫn đâu chỉ có thêm dòng thôi nhưng không có chuyện đảo tại vì một dòng dẫn không ví dụ con FPT nó chạy anh em anh em mình dùng là con FPT nó chạy từ cây này đến bây giờ thì nó mới được có mình xem nhé đây để xem FPT chạy cây này nó được bao nhiêu FPT chạy cây này đến bây giờ mới được có 32 thanh 49 ngày chưa được hai tháng và thông thường một dòng dẫn nó chạy nhé nó phải tầm 3 tháng ít nhất là 3 tháng mà đây còn chưa được hai tháng vì thế nên hôm qua mình mới bảo anh em là fpt khả năng nó vào pha tăng tốc thì hôm nay anh em thấy bắt đầu chưa và khi nó vào pha tăng tốc mình rất lo lo là ồ ừ, khi nó vào tăng tốc rồi thì cái thời gian của nó bắt đầu là nó thu hẹp lại rồi đấy tức là tức là nó đã đi được nửa quãng đường tức là con sóng này nó đi được nửa quãng đường và chỉ còn nửa quãng đường từ bây giờ đến cuối tháng 7 thôi và anh em phải rất cẩn trọng càng về cuối cái đoạn cuối tháng 7 là anh em phải để ý được chưa? Đấy thì mình nhắc anh em là như thế để anh em hình dung ra cái bối cảnh hiện tại. Thứ nhất, nhắc lại ý đầu tiên đó là vượt 1.300 thì thanh khoản nó sẽ duy trì rất là tốt trên 1 tỷ đô mỗi ngày, chắc chắn rồi. Thứ hai là tính sát phạt của nó sẽ cao hơn. Tính sát phạt của nó sẽ cao hơn. Vì bây giờ là khi mà thanh khoản có rồi thì nó sẽ luân phiên những cái nhóm cả nhóm chưa tăng nữa. Cái thứ ba đó là dòng dẫn sẽ không đảo. Và một cái rất quan trọng nữa mình muốn nhắc anh em đó là tỷ suất lợi nhuận thì khi mà anh em đánh ngoài những cái con mà anh em nắm giữ ví dụ anh em nắm giữ FPT chẳng hạn anh em tiếp tục anh em làm nhưng khi mà anh em đánh hàng mới ấy, khi mà anh em đánh hàng mới nhá thì anh em phải lưu ý cho mình là tỷ suất lợi nhuận vừa phải thôi chỉ khoảng 10 đến 15 phần trăm thôi thậm chí là 7 đến 10 là nó sẽ hợp lý với cái tỷ suất lợi nhuận những cái hàng mà ngoài leader mình nốt vào đây cho anh em nhé Cái số 6 là tỷ suất sinh lời hàng leader Ví dụ hàng leader chúng ta sẽ kỳ vọng đâu đó khoảng 20 đến 40 phần trăm 50 phần trăm Ví dụ mình mua sau nó được gần 20 phần trăm rồi Đúng không Nhưng mà tỷ suất sinh lời của cái hàng Tỷ suất sinh lời cái hàng Sau vượt 1.300 ấy Thì anh em kỳ vọng đâu đó khoảng 7 đến 15 phần trăm Tức là từ 1 cây đến 2 cây trần là hợp lý chứ không nên kỳ vọng cao quá đối với những cái nhóm ngoài nhóm leading ngoài nhóm leading cái đấy là mình muốn muốn nhắc anh em một chút để anh em lưu tâm Nhà không nếu mà chúng ta lân la quá đến những cái nhóm mà ngoài nhóm leader ví dụ như lead hiện tại là những công nghệ chẳng hạn uh, hay là những cái cổ phiếu bán lẻ đúng không hay là những cái cổ phiếu uh, uh, dầu khí ví dụ thế nhưng chính bây giờ nó vẫn đang là công nghệ và đang là bán lẻ mà anh em ra ngoài những cái cổ khác đặc biệt là những cổ mà nó ở dưới đáy ấy, thì anh em chỉ kỳ vọng ngắn khoảng 7 đến 15 phần trăm thôi hạn chế kỳ vọng nó nhiều hơn nó sẽ bị sa đà câu chuyện đó đến lúc đó anh em không để ý tới những cái nhóm lít nữa ví dụ không để ý những cái cổ phiếu leader dẫn dắt nữa là rất dễ anh em toàn toàn bất kỳ lúc nào ok đấy đấy là những cái mình muốn nhắc thêm anh em khi mà thị trường vượt 1300